Mới đây, Marian Rivera đã cập nhật lên trang cá nhân một loạt hình ảnh mới nhất của mình trong trang phục khá đơn giản là áo sơ mi trắng. Không chỉ diện trang phục đơn giản, bà mẹ hai con còn để tóc buông xõa tùy ý vô cùng thoải mái. Ngay lập tức, Marian Rivera nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì nhan sắc nổi bật dù đã qua hai lần sinh nở. Nhiều người cho rằng dường như Marian Rivera còn trẻ hơn so với tuổi 36 của mình vì ngoại hình ngày càng xinh đẹp và rạng rỡ hơn trước. Theo nhiều người, dường như việc sinh nở không hề ảnh hưởng tới nhan sắc bà mẹ hai con, thậm chí cô còn ngày càng xinh đẹp và rạng rỡ hơn trước. Marian Rivera và Ding Dong Dan được xem là cặp đôi vàng của giới giải trí Philippines. Cả hai bén duyên qua những bộ phim Vũ điệu hoang dã, Chuyện tình nàng tiên cá, Quan hệ nguy hiểm. Giờ đây khi cả hai đã thành vợ chồng, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của họ lại trở thành niềm ao ước của nhiều người hâm mộ. Khi mới hợp tác, Marian Rivera từng tiết lộ cô đã thất vọng đôi chút khi thấy Ding Dong Dan có vẻ khó gần. Nhưng Ding Dong Dan hoàn toàn ngược lại, anh đã rung động trước vợ mình. Cảm nhận được điều gì đó đặc biệt ở Marian ngay từ lần chạm đầu tiên. Vào sinh nhật 25 tuổi của Marian Rivera, cặp đôi xuất hiện công khai tay trong tay chính thức xác nhận họ đang hẹn hò. Ding Dong chia sẻ, chúng tôi hạnh phúc bên nhau, cả hai đều cởi mở với chuyện hẹn hò, cùng ăn tối xem phim. Tôi giúp Marian luyện tập cho vai diễn trong Dana. Khi có thời gian cô ấy cùng tôi tập gym, tôi sẽ chỉ cho cô ấy những gì mình biết. Sau 3 năm yêu nhau, tháng 8 năm 2012, Ding Dong Dan đã chuẩn bị một lời cầu hôn công phu dành cho Marian Rivera trong chuyến du lịch đến Macau. Hôm ấy dưới một mái vòm khổng lồ, xung quanh rập rờn hàng trăm cánh bướm đủ sắc, Ding Dong ngỏ lời kết duyên trăm năm với người phụ nữ mình yêu. Hai năm sau, Ding Dong tin rằng Marian xứng đáng nhận được nhiều hơn lời cầu hôn tại Macau năm ấy. Lời cầu hôn vốn dĩ đã đẹp như một giấc mơ. Vì vậy, anh lên kế hoạch gây bất ngờ cho vị hôn thê với lời cầu hôn thứ hai ngay trên sân khấu chương trình khiêu vũ của cô. Ngày 9 tháng 8 năm 2014, màn cầu hôn trực tiếp trên sóng truyền hình của Ding Dong Dan và Marian Rivera đã gây chấn động khắp các mạng xã hội và giới truyền thông. Ngày 30 tháng 12 năm 2014, Marian Rivera và Ding Dong Dan chính thức trở thành vợ chồng trong một hôn lễ lộng lẫy tại nhà thờ ở thành phố Quezon, cũng chính là giáo xứ nơi chú rể sinh ra và lớn lên. Lễ cưới được truyền hình trực tiếp với sự tham dự của nhiều tên tuổi đình đám trong làng giải trí Philippines. Đặc biệt, đến cả Tổng thống Philippines đương nhiệm ông Benigno Aquino III cũng có mặt. Đám cưới Marian Ding Dong được báo chí trong nước và quốc tế ca ngợi là đám cưới hoàng gia, đám cưới của năm, dấu mốc kỷ niệm viên mãn của chuyện tình cổ tích. Đến nay, sau gần 7 năm chung sống, Marian Rivera và Ding Dong Dan đã gây dựng được một mái ấm hạnh phúc trọn vẹn bên nhau với hai đứa trẻ. Con gái đầu lòng Zia sinh năm 2015 và con trai thứ Zipgi vừa tròn 3 tháng tuổi. Hai thiên thần nhỏ sở hữu nét đẹp pha giữa Philippines và Tây Ban Nha của bố mẹ, với làn da trắng ngần, đôi mắt mở to ngời sáng và hàng mi cong vuốt. Đối với Marian, niềm vui lớn nhất là mỗi sáng thức dậy thấy mình được ở cạnh chồng và con yêu. Mỗi sáng ngủ dậy, tôi lại nhìn sang anh chồng đẹp trai còn ngủ say. Bên cạnh tôi là Zia, con bé mụm mỉm, đáng yêu. Nụ cười của con bé thật tuyệt diệu. Cảm ơn Chúa đã cho tôi trải nghiệm tuyệt vời đến thế. Đây quả thực là một cuộc sống quý giá. Tôi yêu công việc, nhưng mỗi khi về nhà, tôi chỉ mong được nhìn thấy chồng và con. Sau khi kết hôn, tình yêu của Marian Rivera và Ding Dong Dan dường như không hề phai nhạt mà ngày một nồng nàn hơn. Họ quan tâm chăm sóc cho nhau từng chút, tận hưởng niềm vui từ những điều giản đơn như tiếng cười của con cái, của đối phương, những cái siết tay động viên khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng, những lần ngồi cạnh trên máy bay và trò chuyện quên thời gian. Bất cứ khi nào có thể, Marian và Ding Dong lại dùng hành động để chứng minh mình yêu người ấy nhiều ra sao và không quên nói cảm ơn vì tình yêu mà mình nhận được.